Tiếng Anh lớp 6, bài 2A. Thường lệ. Routine. Routine. Việc thường làm mỗi ngày. Daily routines. Daily routines. So sánh. Compare. Compare. Đề cập đến. Mention. Mention. Nghĩa. Meaning. Meaning. Điền vào. Complete. Complete. Bữa ăn sáng. Breakfast. Bữa ăn trưa. Lunch. Dinner. Đánh răng. Brush my teeth. Brush my teeth. Rửa mặt. Wash my face. Wash my face. Làm bài tập về nhà. Do my homework. Do my homework. Làm việc nhà. Do housework. Do housework. Giúp làm việc nhà. Help with the housework. Help with the housework. Tưởng tượng. Imagine. Imagine. Người nổi tiếng. Celebrity. Celebrity. Cha mẹ. Parents. Parents. Thanh thiếu niên. Teenager. Teenager. Người lớn. Adult. Adult. Đúng. True. True. Sai. False. False. Lớp học. Class. Class. Ý tổng quát. General idea. General idea. Bài đọc. Text. Text. Vấn đề. Problem. Problem. Tựa đề. Title. Title. Đoán, dự đoán. Predict. Predict. Guess. Sự khác nhau. Difference. Difference.
khác nhau. Different, different. Thành viên. Member, member. Phần còn lại. The rest, the rest. Ngôn ngữ. Language, language. Phát âm. Pronounce, pronounce. Việc phát âm. Pronunciation, pronunciation, pronunciation. Phần tô đậm. Board part, board part. Đau. Ache, ache. Mụ phù thủy. Which, which. Ngón chân. Toe, toe. Rửa chén bát. Wash the dishes, wash the dishes. Nghỉ ngơi, thư giãn. Relax, relax. Khác với. Differ from, differ from. To be different from, to be different from. Thường. Normally, normally. Usually. Em trai. Younger brother. Anh trai. Older brother. Elder brother. Elder brother.